Trang, con vào gọi em ra ăn cơm cho cô nhá. Dạ vâng. Con gọi điện cho Khang, bảo về đây ăn cơm đi. Con đang sốt hết cả ruột đây này. Gọi từ chiều đến giờ có được đâu ạ? Mà họp hành giờ nãy là xong rồi chứ nhỉ? Đây đây. Phương khóa cửa bên trong ạ. Con gọi mãi chứ không được. Cứ không nhắc nhở một cái là lại chảnh mảng ngay. Ngủ trong đấy cả tiếng đồng hồ rồi còn gì. Con vào lấy cái chìa khóa mà để trên nóc tủ ấy. Mở cửa gọi em ra ăn đi. Vâng ạ. Hay là cho nó ngủ thêm đi. Cô cứ ép học nhiều quá thì nó thiếu ngủ. Cái tuổi này tính nết nó ẩm ương lắm. Em á cứ phải kèm cặp từng ly từng tí. Từ học hành cho đến ăn uống thì mới yên tâm. Này con ơi, bảo em là có cháo chim nóng ngon lắm ra đây ăn đi. Vâng. Rồi mẹ con đưa về mai đi học sớm. Dạ. Để con gọi điện cho anh Khang. Nếu mà anh ấy bận thì mẹ con tự về luôn. Quý khách vui lòng để lại. Chào. Trang ở đây, em đi ra ngoài. Phương ơi, bà ngoại đây, mở cửa ra con ơi. Thuận, anh bỏ em đi ra đây, bình tĩnh. Bình tĩnh, trong đấy còn có mẹ cơ mà. Anh ơi, tại sao lại ra nông nỗi này ạ? Từ bé, em đã là người khó tính rồi. Cái gì muốn người khác phải theo ý mình. Nhưng cái Phương nó khác. Nó phải được lớn lên một cách tự nhiên theo đúng độ tuổi của nó. Dạy dỗ không có nghĩa là ép buộc. Nó phải được trưởng thành một cách tự nhiên. Nó phải vui vẻ chứ nó mới học tốt được chứ. Đứa con duy nhất của em. 10 năm qua nó là nguồn sống của em. Em chăm cho nó từng bữa ăn giấc ngủ. Đôi lúc em còn quên mất bản thân mình. Lúc nó còn bé, nó ngủ thì em thức vì em sợ là nó sẽ không còn thở nữa. Rồi đến khi nó lớn hơn một tí, em cũng không dám nhờ ai đưa nó đi học vì em sợ là ra đường thì có chuyện. Em chỉ xa nó một tí thôi là em lo. Chẳng lẽ em làm như thế là không tốt với con à? Hãy